con này sạc bằng tai xi, có đèn báo khi sạc xanh, đèn xanh và nó bảo cũng được, sáng đèn đỏ đang sạc. Con này sáng, độ sáng rơi vào khoảng trên 4 tiếng đồng hồ liên tục, không hề nóng. Có nam châm dính rất là tiện, còn móc vào đây nữa, nên có thể là cũng móc vào trong đai quần, móc vào khóa. Cái này mở bia rất tiện, và công tắc đặt trong nước. Bây giờ sẽ test nhẹ nước nhẹ nhé. Có thể là đi mưa quá ok đúng không? Cái test này thôi nhé, các bác đừng mất chiếc, đi mưa là ok rồi. Độ sáng em sẽ test qua đây cho các bác. Độ sáng như là chớp nó sẽ rất là sáng khủng khiếp rồi. Phòng tối độ sáng của một phòng như thế này là quá ưng ý để làm việc rồi. Nước số 2, số 1. Nước này có thể sáng được. Em đã test rồi. 4 tiếng đồng hồ liên tục, còn nếu các bác bật tắt nghỉ thời gian thì nó rất là ok. Liên tục 4 tiếng, hơn 4 tiếng là nó ok. Còn nam châm thì rất là tiện, dùng sửa chữa hoặc đeo nó.